Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo đến năm 2020, ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam sẽ có tỷ trọng xuất khẩu chiếm khoảng 35% sản lượng sản phẩm, năm 2035 đạt 45%. Chiến lược phát triển cơ khí Việt Nam đã và đang tập trung phát triển vào công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, vân vân, đáp ứng cơ bản các nhu cầu của nền kinh tế và xuất khẩu. Cơ khí được coi là ngành công nghiệp xương sống của nền kinh tế, là nền tảng cung cấp công cụ, tư liệu sản xuất cũng như tạo năng suất cho hầu hết các lĩnh vực từ sản xuất đến tiêu dùng. Là một đất nước đang phát triển, cơ khí có thị trường nội địa rất rộng lớn. Nhưng có một thực tế là các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đang đứng trước nguy cơ ngày càng tụt hậu, thiếu sức cạnh tranh ngay trên sân nhà. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên? Từ đó có sự nhìn nhận và bước đi phù hợp để phát triển ngành cơ khí phát triển bền vững. Vì trong định hướng phát triển, ngành cơ khí không chỉ đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu. Cái vấn đề tổng thể lớn hơn, đấy là vấn đề về cái nhận thức của xã hội và cái tính xã hội hóa trong các hoạt động về phát triển gọi là của cơ khí và công nghiệp cơ khí. Vấn đề bây giờ chỉ còn lại là cái hỗ trợ của chính phủ và cái sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta phải có tính đến những cái biện pháp để tạo nên, như tôi nói, là cái quan điểm để cho khởi nghiệp sáng tạo và cho cái doanh nghiệp tham gia sâu vào trong cái công nghiệp hỗ trợ để mở rộng hơn nữa cái quy mô của ngành công nghiệp cơ khí, cả về số lượng doanh nghiệp cũng như và năng lực trong các cái ngành công nghiệp đó. Câu chuyện của công nghiệp và công nghiệp cơ khí nói riêng thì cũng cần phải một cái nhận thức của xã hội và từ cái quan điểm định hướng mà thể hiện cái đường lối của Đảng, và cho nó phải được gọi là pháp quy hóa và nó được tổ chức gọi là thực thi ở tất cả các cơ quan quản lý nhà nước một cách đồng bộ. Ngành cơ khí cần nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi dài. Nhưng một khi đã có thị trường, chắc chắn nhiều doanh nghiệp sẽ sẵn sàng bắt tay đổi mới công nghệ, đặc biệt là ưu tiên đầu tư về công nghiệp hỗ trợ để nâng cao trình độ và năng lực sản xuất. Theo tính toán của các chuyên gia, tổng nhu cầu đầu tư về máy móc thiết bị của nước ta từ nay đến năm 2030 ước tính khoảng 350 tỷ đô la Mỹ. Đó là chưa tính đến phát triển thị trường công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đánh giá của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, nếu có chính sách thị trường hợp lý, ngành cơ khí Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để đáp ứng đến 70% nhu cầu thị trường vào năm 2030. Như vậy, thị trường cơ khí nội địa đã đủ để nuôi lớn doanh nghiệp. Phải chăng vấn đề còn lại là quyết tâm và chính sách? Về cái việc phát triển của cái ngành cơ khí Việt Nam trong cái bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta phải đưa ra vấn đề là Việt Nam cần làm gì để phát triển ngành cơ khí. Và chúng ta cần tập trung đề xuất định hướng giải pháp cụ thể để tháo gỡ những cái khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển của ngành cơ khí Việt Nam trong thời gian tới, trong đó là chú trọng tính hiệu quả, khả thi, và như tôi đã nói là nó phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Hiện tại một số doanh nghiệp cơ khí đã có thể sản xuất tốt nhiều chủng loại sản phẩm, nhưng nguồn lực tài chính lại có hạn. Vì vậy, cơ quan thẩm quyền nên tập trung rà soát lại một số sản phẩm cơ khí trọng điểm, có thị trường trong nước và điều kiện phát triển tốt như ngành đóng tàu, chế tạo thiết bị đồng bộ, thiết bị ngành năng lượng, ô tô, máy động lực, máy nông nghiệp, hạ tầng giao thông và đô thị, để có những chính sách hỗ trợ tập trung hơn, tránh tình trạng chính sách vĩ mô đưa ra nhưng doanh nghiệp không tiếp cận được. Ngoài ra, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách hoặc vốn vay, cần có những chế tài bắt buộc sử dụng vật tư, thiết bị do Việt Nam sản xuất, đạt tiêu chuẩn, sử dụng nhân công và các nguồn lực khác trong nước. Hiện tại một số doanh nghiệp cơ khí đã có thể sản xuất tốt nhiều chủng loại sản phẩm, tham gia vào hợp tác liên doanh liên kết với nước ngoài và đã xuất khẩu mang lại giá trị lớn về kinh tế, có vị thế uy tín trên thế giới. Từ khi tham gia cái chuỗi sản xuất công nghiệp phụ trợ thì công ty chúng tôi cũng đã được tiếp xúc với các cái tổ chức cá nhân rồi tổ chức doanh nghiệp trong nước cũng như là quốc tế. Đến những năm gần đây thì là bắt buộc là chúng tôi cũng phải nghĩ đến đầu tư những cái thiết bị đến từ các cái quốc gia và cũng như là chất lượng nó tốt, ví dụ như là những cái tập đoàn sản xuất thiết bị của Nhật này. Thế rồi thì của châu Âu là chúng tôi cũng đã phải đầu tư thiết bị để thỏa mãn các yêu cầu cho khách hàng cũng như là cái sản phẩm để mang tính cạnh tranh. Nội lực của ngành cơ khí Việt Nam thì hoàn toàn có thể làm chủ được các cái công nghệ tiên tiến của thế giới và áp dụng tại Việt Nam. Tiêu biểu như cái dự án Vietinbank mà chúng tôi đang thực hiện thì nó được thiết kế bởi Foster & Partner,
của Anh và thiết kế kết cấu Haverson & Partner của Mỹ. Nó là một cái công trình hiện đại bậc nhất thế giới với kết cấu cực kỳ phức tạp, được nắp dựng từ 32.000 tấn kết cấu thép, cao 363 mét, đòi hỏi cái kỹ thuật chế tạo vô cùng phức tạp. Tuy nhiên chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ. Thực trạng cơ khí Việt Nam ấy là cho thấy rằng chúng ta đang chịu một áp lực cạnh tranh ngay trên sân nhà cũng như là cạnh tranh rất lớn trên thị trường quốc tế. Thế thì bây giờ cơ khí Việt Nam lại gặp một cái thời gian gọi là thế giới đang biến chuyển rất mạnh về công nghiệp 4.0. Cho nên là anh em sản xuất trong ngành cơ khí của chúng tôi đang rất trăn trở và muốn rằng có một hệ thống chính sách đồng bộ để cho cơ khí Việt Nam có thị trường, có đơn hàng. Thì tức là các doanh nghiệp sẽ tìm cách đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ để hội nhập với cái quá trình sản xuất công nghiệp cơ khí của quốc tế. Các kiến nghị và đề xuất trên của các doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí có thể là giải pháp thích hợp, nâng cao vai trò của công nghiệp hỗ trợ, tăng thêm quyết tâm vực lại ngành cơ khí, đảm nhận vai trò không chỉ là ngành công nghiệp tạo ra hạ tầng cho các ngành khác, mà còn tạo ra vị thế của đất nước trong môi trường hội nhập. Doanh nghiệp thuộc nhóm nhỏ và vừa, hoạt động trong lĩnh vực cơ khí công nghiệp hỗ trợ, đặt nhiều kỳ vọng vào Bộ Công Thương trong các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận vào các nguồn tài chính, đổi mới công nghệ để có năng lực tìm kiếm mở rộng thị trường và hội nhập quốc tế và khu vực.